Kính thưa anh chị em, Thầy có phải là đấng đến hay chúng con phải đợi một đấng nào khác nữa? Đó là thắc mắc của Gioan Thầy già khi ở trong tù. Chính vì vậy, ông đã sai các môn đệ của ông tới gặp Đức Giêsu Kitô. Kính thưa cộng đoàn, khi thấy mẹ Teresa Canquita đang chăm sóc cho một người bị chân bị bệnh hoại tử và giòi bò đã ăn sâu vào da thịt của ông, thì một bà giàu có đã thốt lên như thế này là: nếu cho tôi 10.000 đô la, tôi cũng không làm công việc này. Mẹ Teresa cũng đáp lại: nếu cho tôi 1.000.000 đô la, tôi cũng không làm công việc này. Nhưng đây chính là Đức Giêsu Kitô, cho nên tôi tình nguyện để phục vụ Ngài, để chăm sóc Ngài. Và người bệnh nhân cũng thốt lên: tôi thấy chính Đức Giêsu Kitô đang chăm sóc cho tôi. Kính thưa cộng đoàn, đoạn tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta thấy vai trò của Gioan Thầy già. Vai trò của ông là đã tiên báo Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ, là đấng xóa tội trần gian. Khi ông đứng ở dòng sông Giô-đan, Đức Giêsu Kitô tới xin ông làm phép rửa cho Đức Giêsu Kitô trong dòng sông Giô-đan đó cùng với nhiều tội nhân. Và Đức Giêsu Kitô đã tỏ gương khiêm nhường để làm gương cho nhân loại này. Ngài không cần phải Gioan Thầy già rửa tội, không cần phải như thế, nhưng Ngài đã làm gương khiêm nhường cho tất cả mọi người chúng ta, để cho chúng ta thấy rằng tất cả mọi người chúng ta đều là tội nhân, chúng ta cần phải có ơn tha thứ của chính Thiên Chúa. Và cái người mà Gioan Thầy già sai các môn đệ tới, người đó là Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ trần gian này. Đức Giêsu Kitô không trả lời một cách trực tiếp, nhưng trả lời một cách gián tiếp cho môn đệ của ông Gioan Thầy già là: hãy về thuật lại với Gioan Thầy già: người mù được thấy, kẻ què đi được, kẻ câm nói được, kẻ điếc nghe được, người phùi sạch và người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe giảng tin mừng. Các môn đệ của Gioan Thầy già đã trở về và thuật lại với Gioan Thầy già điều đó. Gioan Thầy già đã nhận ra Đức Giêsu Kitô chính là đấng cứu độ, chính là đấng cứu độ đang hiện diện trước nhân loại này, đang diễn diện giữa mọi người, nhưng người ta không nhận ra Đức Giêsu Kitô. Do đó, Gioan Thầy già đã chính Gioan Thầy già đã nhận ra Đức Giêsu Kitô và giới thiệu Đức Giêsu Kitô với nhiều người. Còn chúng ta thì sao, thưa anh chị em? Mỗi người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng hãy tiêu diệt cái mầm mống tội lỗi của trong con người của chúng ta đi. Chúng ta tiêu diệt sự ích kỷ trong con người chúng ta. Chúng ta tiêu diệt sự hận thù, ghen ghét trong con người của chúng ta. Để làm gì? Để chúng ta dọn đường cho đấng cứu độ. Vì đấng cứu độ đã tới với chúng ta. Gioan Thầy già là người đã được Thiên Chúa chọn để dọn đường cho Chúa tới. Và chính ông đã làm việc đó một cách rất là cẩn mẫn. Làm việc đó một cách rất là sáng suốt. Ông đã dọn đường cho Đức Giêsu Kitô tới. Đức Giêsu Kitô đã tới với nhân loại này và đã ở giữa với nhân loại này. Chính vì vậy, sáng hôm nay khi dâng thánh lễ này, Chủ nhật thứ ba mùa vọng năm A, mỗi người chúng ta hãy hiểu rõ rằng Đức Giêsu Kitô đã tới và Đức Giêsu Kitô vẫn đang tới với chúng ta trong lòng thế giới này. Để làm gì? Để Đức Giêsu Kitô cứu độ con người chúng ta. Đức Giêsu Kitô giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ, đặc biệt là khỏi vung cùng của tội lỗi, khỏi xiềng xích của ma quỷ. Nhờ thế, con người chúng ta sẽ sống bình an và con người chúng ta sẽ sống đẹp, đẹp lòng Chúa. Nhờ chúng ta sống bình an, chúng ta cảm thấy hạnh phúc, cho nên chúng ta nhận ra rằng Chúa là đấng cứu độ duy nhất của cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải làm vinh danh Chúa và chúng ta luôn luôn làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta hãy tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Để khi chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào Chúa như thế, con đường của chúng ta đi tới Chúa
sẽ hanh thông nhiều hơn, và con đường của chúng ta đi tới Chúa sẽ là con đường dẫn chúng ta về nước trời. Có như thế, mỗi người chúng ta sẽ nhận ra rằng Chúa chính là đường, là sự thật, là sự sống của chúng ta. Xin mẹ Maria và Thánh cả Giuse gìn giữ chúng ta luôn, để chúng ta nhận ra rằng Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất của cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào Ngài. Amen.